Sáng ngày 28 tháng 1, Ủy ban nhân dân phường Thanh Sơn long trọng tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2023. Tới dự có đồng chí Đào Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Năm nay toàn phường Thanh Sơn có tổng số 266 người cao tuổi được mừng thọ, bao gồm các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Ngoài những cụ trực tiếp được trao quà tại buổi lễ, UBND phường cũng đã chuyển các phần quà đến tận nhà cho những cụ tuổi cao sức yếu không đến dự trực tiếp ở buổi lễ. Đây là hoạt động thường niên được UBND phường Thanh Sơn duy trì tổ chức vào mỗi dịp đầu xuân năm mới. Qua đây nhằm thể hiện sự quan tâm chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời qua việc tổ chức lễ mừng thọ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động gia đình và xã hội nâng cao lòng kính trọng với người cao tuổi, động viên tinh thần để người cao tuổi sống vui sống khỏe, tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ, nâng cao trách nhiệm của gia đình, con cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng ông bà cha mẹ.